Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Âm Dương Sư – Tình Nhã Tập đã chính thức công bố loạt poster của các nhân vật trong phim cùng với cả trailer siêu mãn nhãn. Đồng thời, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 25 tháng 12 tới đây. Hiện Âm Dương Sư – Tình Nhã Tập vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất phần hậu kỳ để chuẩn bị cho ngày lên sóng. Phim được chia làm hai phần là Tình Nhã Tập và Làng Dạ Khúc. Phần Tình Nhã Tập do Triệu Hữu Đình, Đặng Luân, Vương Tử Văn đóng chính. Ngoài ra còn có Xuân Hạ, Uông Đạc, Hoàng Giác, Lâm Y Luân và Từ Khai Xính. Đây đều là những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí Hoa ngữ và sở hữu những tài nguyên phim ảnh và lưu lượng fan khá lớn. Đặc biệt trong số đó phải kể đến hai diễn viên Triệu Hữu Đình và Đặng Luân. Theo đó, Âm Dương Sư – Tình Nhã Tập là bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Nhật Baku Yumemakura. Nhân vật chính của Âm Dương Sư là Seimei, một pháp sư tài giỏi, ngạo mạn, phục vụ dưới trướng thiên hoàng. Seimei nhận được nhiệm vụ hóa giải lời nguyền kéo dài 150 năm trước bởi hoàng tử Sawara, người mất mạng oan uổng vì bị vu khống. Trong quá trình phá giải lời nguyền, Seimei dần tiếp cận với nhiều âm mưu hoàng quyền đen tối, đồng thời cũng có liên quan đến vụ án oan 150 năm trước của hoàng tử Sawara. Khi chuyển thể sang bản điện ảnh sẽ là câu chuyện kể về Tình Minh, Triệu Hữu Đình thủ vai và Bát Nhã, Đặng Luân thủ vai sau những lần chạm trán giao đấu đã trở thành bạn bè, cùng nhau hành tẩu giang hồ, kết hợp phá giải những vụ án ly kỳ, vạch trần những bí mật bị chôn vùi hàng trăm năm. Với phần đầu Tình Nhã Tập, nội dung phim bắt đầu với tình tiết Tình Minh nhận di mệnh của sư phụ và phải tham gia vào Tế Thiên Đại Điển. Tiếp đến, Tình Minh giao đấu với Bác Nhã rồi kết giao với người này vì cảm thấy có nhiều điểm tương đồng. Từ đối thủ trở thành bạn bè, sau đó từ bạn bè biến thành cộng sự. Mối quan hệ giữa Tình Minh, Bác Nhã phát triển theo con đường như thế. Ngoài hai nhân vật chính, các nhân vật phụ trong phim cũng lần lượt được giới thiệu. Nữ diễn viên Vương Tử Văn sẽ vào vai công chúa, Xuân Hạ vai Lang Dạ và Uông Đạc vai Hạc Thủ Nguyệt. Ngoài Đặng Luân, Triệu Hữu Đình, Âm Dương Sư còn có sự góp mặt của Vương Tử Văn. Vương Tử Văn đóng vai công chúa, có mối quan hệ mật thiết với Bát Nhã, Tình Minh. Đây cũng là bộ phim được các fan của Đặng Luân trông chờ kể từ sau hàng loạt dự án truyền hình không mấy khởi sắc của anh. Bên cạnh một Triệu Hữu Đình, vốn đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở phim điện ảnh, hiện tại Triệu Hữu Đình cũng vừa trở lại với bộ phim truyền hình Vĩnh Quang Bình Phàm đóng cùng Bạch Kính Đình. Trong loạt ảnh mới này, Triệu Hữu Đình xuất hiện với chiếc áo trắng đẹp mắt. Nam diễn viên dùng quạt che nửa gương mặt nhưng vẫn gây ấn tượng bởi ánh nhìn sắc lạnh, cuốn hút. Về phần Đặng Luân, ngôi sao của Hương Mật Tựa Khói Xương gây bất ngờ cho khán giả khi để lộ hình ảnh mặc trang phục đen từ đầu tới chân. Hình tượng đó khiến khán giả nhớ đến vai Dạ Hoa mà Triệu Hữu Đình từng thể hiện thành công ở Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Sản phẩm lần này đã khiến khán giả khá mát mắt khi được dịp ngắm múi bụng của Đặng Luân cùng những pha hành động bay lượn hoành tráng. Đoạn trailer nhá hàng nhiều đoạn kỹ xảo ấn tượng của bộ phim khi các nhân vật hết đánh nhau với quái vật lại mở cổng không gian như Doctor Strange. Điểm nhấn trong clip là cảnh Đặng Luân mọc cánh, hóa Chu Tước Đen chẳng khác gì Maleficent. Cư dân mạng hết lời khen ngợi kỹ xảo siêu ngầu của Tình Nhã Tập. Bên cạnh đó, màn khoe body của Đặng Luân cũng khiến người xem vô cùng háo hức. Tuy nhiên, cũng có một số fan nguyên tác bày tỏ sự băn khoăn khi chi tiết Bác Nhã là yêu quái không hề có trong tiểu thuyết. Có vẻ như đạo diễn Quách Kính Minh đã thêm mắm thêm muối khá nhiều vào kịch bản phim. Những thay đổi này là tốt hay xấu, phải đến khi phim được công chiếu mới đánh giá được. Thêm vào đó, với trang phục đen toàn tập, Bác Nhã, Đặng Luân dương cung bắn với dáng vẻ cực cuốn hút. Ánh mắt cương nghị lạnh lùng mà Đặng Luân thể hiện trong Âm Dương Sư làm khán giả nhớ đến nhân vật Húc Phượng của Hương Mật Tựa Khói Xương. Theo tạo hình trong game Âm Dương Sư, nguyên Bác Nhã có mái tóc dài màu đỏ nâu nổi bật được cột cao. Trong khi đó, từ loạt ảnh được chụp lại thì Đặng Luân lại xuất hiện với mái tóc dài yểu điệu thướt tha. Nhiều cư dân mạng bình luận, chỉ một khoảnh khắc anh chàng quay đầu mỉm cười, thậm chí còn đẹp và quyến rũ hơn nhiều sao nữ khác khi diện cùng kiểu trang phục cùng kiểu tóc. Trước đó cũng có thông tin Âm Dương Sư phiên bản của Triệu Hữu Đình, Đặng Luân được chuyển thể từ tiểu thuyết nguyên bản. Ngoài ra còn một phim khác cũng tên Âm Dương Sư, này đã được đổi thành Thị Thần Lệnh. Khả năng cao tạo hình của các nhân vật đã được thay đổi để tránh trùng lặp với bộ phim còn lại. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả ngợi khen Đặng Luân đẹp trai cuốn hút. So về ngoại hình, Đặng Luân chẳng hề kém cạnh đàn anh Triệu Hữu Đình. Thậm chí số lượng fan mà Đặng Luân đang có còn đông đảo hơn cả ngôi sao của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Thời gian gần đây, Đặng Luân vướng vào nhiều chỉ trích làm diễn viên mà không có tác phẩm mới.
một số khán giả chê bai nam diễn viên mải lo quay show thực tế kiếm tiền mà bỏ bê việc diễn xuất. Có người thậm chí còn bình luận rằng Đặng Luân chỉ có mỗi phim Hương Mật Tựa Khói Sương là xem được, còn lại gây chú ý bằng show thực tế. Điều này về lâu dài sẽ không tốt với một diễn viên. Về phần Triệu Hữu Đình, kể từ sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nam diễn viên ngày một thăng hoa về diễn xuất, được khán giả săn đón khá nhiều. Anh vốn là một người khá kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn kịch bản và rất hiếm khi đóng phim cổ trang. Sự xuất hiện của anh trong Âm Dương Sư có thể sẽ khiến fan của bộ phim càng thêm sự tin tưởng. Còn với Đặng Luân, sau thành công với các bộ phim truyền hình như Hương Mật Tựa Khói Sương, Nghìn Lẻ Một Đêm, thì đây sẽ là lần đầu tiên anh thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Ngoài ra, nữ chính trong Âm Dương Sư làm nhiều người ngạc nhiên vì người này chính là Vương Tử Văn. Vương Tử Văn khi xuất hiện trong Hoan Lạc Tụng đã nhận được nhiều sự yêu thích và nay tiếp xúc với phim điện ảnh, tin chắc cô nàng càng có bước phát triển tốt đẹp. Khác với bản phim Âm Dương Sư do Trần Khôn đóng, bản này được đầu tư kỹ lưỡng hơn về mặt hình ảnh và bám sát với nguyên tác hơn. Hơn nữa, bản Âm Dương Sư của Trần Khôn dựa chủ yếu vào tình tiết game cùng tên. Với nội dung cuốn hút hấp dẫn, Âm Dương Sư phải rất khó khăn mới vượt qua được ải kiểm duyệt nghiêm ngặt. Chính vì vậy, tin bộ phim này được vượt qua ải kiểm duyệt chính là một thông tin mang đến niềm vui cho bất cứ người hâm mộ nào đang mong chờ Âm Dương Sư. Sự kết hợp của dàn sao tên tuổi hàng đầu ngành giải trí Hoa ngữ và Quách Kính Minh thì Âm Dương Sư đang được trông đợi sẽ trở thành một siêu phẩm khiến khán giả phải lót dép ngóng trông. Từ những hình ảnh trong trailer, các bạn cảm nhận như thế nào với tạo hình của Triệu Hữu Đình và Đặng Luân? Họ có giống với hình ảnh Âm Dương Sư trong tưởng tượng của bạn hay không?